sáng ngày 27 tháng 12 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ thanh niên quả cầu vàng và phần thưởng nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm 2017. Giải thưởng khoa học công nghệ thanh niên quả cầu vàng năm 2017 sẽ xét trao cho 9 tài năng trẻ khoa học công nghệ xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực: công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ y dược, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường và công nghệ vật liệu mới. Sau gần 4 tháng phát động, cơ quan thường trực giải thưởng đã nhận được 58 hồ sơ của 21 đơn vị, gồm 15 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Cần Thơ, Đảng ủy ngoài nước tại Nhật Bản, Đảng ủy ngoài nước tại Hàn Quốc, Đại sứ quán tại Anh. Hội đồng bình chọn giải thưởng khoa học công nghệ thanh niên quả cầu vàng gồm các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các bộ, ngành, các cơ quan báo chí liên quan đến các lĩnh vực xét giải đã bình chọn 9 tài năng trẻ có thành tích xuất sắc đề xuất cho giải thưởng quả cầu vàng năm 2017. Là một trong 9 tài năng trẻ có thành tích xuất sắc đề xuất trao giải thưởng quả cầu vàng năm 2017, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Bách, giảng viên cao cấp Bộ môn Kinh tế Y tế, Viện Đào tạo Y Dự phòng và Y tế Công cộng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, giải thưởng là ghi nhận rất lớn lao và là niềm động viên cho sự phát triển khoa học công nghệ của cả nước. Tôi nghĩ là giải thưởng khoa học công nghệ thanh niên của Cầu Vàng là một cái phần thưởng hết sức là to lớn, là một niềm vinh dự cũng như là hạnh phúc rất là lớn lao đối với các nghiên cứu viên trẻ chúng tôi. Ghi nhận này của Bộ Khoa học Công nghệ cũng như là Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một niềm cổ vũ và là động lực cũng như là nguồn cảm hứng không chỉ cho những nghiên cứu viên trẻ tiêu biểu của chúng tôi có mặt hôm nay mà còn cho đông đảo các bạn thanh niên của cả nước đang hăng say trong lao động khoa học và sáng tạo. Bà Trần Nguyên Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát, nhãn hàng Dr. Thanh, nhà tài trợ vàng Giải thưởng Khoa học Công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng cho biết, đây không chỉ là niềm tự hào mà bà còn cảm thấy như được truyền thêm sức mạnh cho thanh niên, phát huy sáng tạo hơn nữa trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Rất là được vinh dự là nhà tài trợ và được trao giải cho các em. Thì không chỉ là một niềm tự hào mà tôi còn cảm thấy là được truyền sức mạnh bởi vì những nghị lực, những nỗ lực mà các em đạt được, các bạn không chỉ trong học tập mà còn đóng góp cho những công trình, cho những hoạt động rất là có giá trị và mang lại những ứng dụng cho cuộc sống. Thì đây đòi hỏi rất là nhiều, không chỉ là tâm huyết, nỗ lực mà còn là một sự đóng góp, cống hiến. Và đúng là tôi cảm nhận là lao động là vinh quang và chúng ta được làm một điều gì đó, được đóng góp cho xã hội. Tân Hiệp Phát đã tham gia từ năm 2011 cho chương trình Quả Cầu Vàng và chúng tôi thấy đây là một hoạt động rất là thiết thực, có ý nghĩa vì tất cả những cái giá trị đều là mang lại, phải có những cái giá trị ứng dụng cho cuộc sống. Và thông qua những chương trình như thế này thì chúng tôi cũng được truyền sức mạnh, và vì Tân Hiệp Phát là một đơn vị đi đầu trong ngành nước giải khát và chúng tôi cũng đầu tư rất là nhiều các công nghệ hiện đại nhất. Chúng tôi đã tìm kiếm rất là nhiều những giải pháp trên thế giới làm sao để tạo ra các sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe, cho người tiêu dùng. Và đó cũng chính là hai cái mục tiêu nó gắn kết với nhau, và đó chính là những cái điều mà chúng tôi cảm nhận là chúng tôi muốn được cống hiến và được đồng hành nhiều hơn nữa cho các chương trình như thế này. Cũng trong dịp này, 20 nữ sinh viên xuất sắc cũng được trao phần thưởng nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm 2017. Đây là những tấm gương sáng nhất, đạt nhiều thành tích cao trong học tập và nghiên cứu trong số 44 hồ sơ của 28 trường đại học, học viện trên cả nước. Phần thưởng nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật lần thứ 19 tiếp tục được triển khai trong 4 lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện, điện tử và cơ khí. Đây là những ngành học mà sinh viên nữ còn hạn chế và cần được khuyến khích. Mỗi nữ sinh viên đạt phần thưởng được tặng bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và kèm theo tiền thưởng 5 triệu đồng.